Tính đi chợ mua ăn cơm vậy? Tính làm cá chê kho tộ má. Dạ ha. Ừ. Cái đó canh chua ăn. Alo alo, rồi 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 tôi nghe nè. Ừ, tôi đang ở nhà. Sao? Rồi một xíu xíu tôi qua. Ừ rồi sao? Rồi qua đâu? Ờ rồi qua tới bên sông rồi ai đón? Rồi sao qua sườn rồi sao nữa? Rồi xong phóng cái xuồng xuống sông luôn phải không? Rồi sao nữa? Rồi xong. Rồi alo. Tổng đài tư vấn tình yêu không nói thoát nghe. Rồi sao ai chia tay hai con nào giật chồng con nào? Rồi sao nữa? Rồi ai quánh? Ai rồi sao? Alo. Ôi, ông nội làm hết hồn chứ hả? Chọc nó hoài vậy. Mày biết nó liệu rồi mày chọc nó hoài vậy. Tài ơi là tài, tao biết tao liệu rồi mày chọc hoài ha. Biết liệu mới chọc đó trời, vui mà. Vui gì? Ôi làm hết hồn chứ hả? Ôi là thôi thôi đi nha. Sao xong nè, chồng lại nè, rồi xong rồi. Khỏi luôn nói chuyện. Ui cái thằng mẹ ơi, tài ơi là tài. Má ơi làm hết hồn chứ. Rồi sao xong rồi, xong bà sáu. Cái bỏ bà như con cá chê vậy đó. Ôi đợi coi xong đợi nè. Ngày chết anh chết anh chờ một hai vợ rồi. Phải gì phải gì nó nói. Lên phóng lên xe luôn rồi xong. Rồi đợi nón nè, đợi nón xong rồi làm gì rồi xong rồi hai đứa mình đi. Hai đứa mình đi cái này là đi cái tàn hình luôn. Đi tới cây lại Tiền Giang hai đứa mình bán nhang. Đi. Rồi đi đâu vậy? Ông nội ơi. Ôi, là hết hồn hết trơn thằng cha nội dưỡng này. Mày chuyên gia nha. Thằng tài tới thằng dưỡng này. Má liệu chọc má vui vui gì mày vui vui không nó bao nhiêu lần rồi lần là mệt cũng chết luôn nha nhắn canh tre ăn mày mà chọc cái gì chợ chứ đâu đi nè coi sao sao xong rồi đi vô mặt mày giờ gì vậy bà nổi chị kim đi mà đi không đi nha coi xong rồi nè quá trời nữa ôi là trời dữ ơi ê mà thôi mày đi chợ tao không đi đâu sao à tao đi chợ với mày đáp lực quá trời rồi không đi nãy giờ mày quất tao mấy cái rồi đó trời ơi bà nội nó có biết đâu thôi đi không đi hả không đi đâu ôi bà nội đi tới con mẹ tới rồi hả đang làm gì vậy này xúc lá chị lấy xong 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 rồi nè xúc rồi xúc vô nhanh lên đúng rồi đầy luôn đầy luôn xúc đầy luôn đầy luôn rồi rồi xong lúc nè xúc rồi xong rồi rồi xong rồi 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 nhảy ba la ba luôn trời ơi nhảy ông nội mày mày sao nhảy vậy đập chuyện chút mà dạ. Ôi là trời cái vỏ nó đi chợ Quy ơi là Quy rồi rồi đổ ra đi nè đổ ra rồi rồi quăng cái vỏ luôn đúng rồi nhảy luôn à nhảy luôn tăng 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 cái này bị ngáo hả Quy bị ngáo hả xin lỗi tao mệt quá trời mệt này khổ bà đi đi đâu hả là cái vỏ nó coi trôi kìa thấy nó mệt chị đeo cái vỏ nè trời tao lại mày Quy ơi Quy mày để cho tao làm ăn chuyện cái chị đi chợ hả chứ không lẽ đi chơi chọc chuyện chút xíu nhảy cái gì nhảy nhảy nữa này rồi xong rồi nè ơi trời ơi Quy ơi là Quy chị đi chợ nấu đồ ăn cho con cái chồng con hả chứ không nấu đồ ăn cho mày ăn biết rồi có gì cho em qua ché nha rồi chạy nhanh ăn đi này chạy nhau nhanh trời ơi con em quay leo lên đi mẹ sao mà leo cái leo lên đại đi trời ơi sao cái leo lên mọc cái mình à cái gì ê đâu vậy liễu bà đâu lên rảnh vậy cái gì vậy bà nội trời đất ơi ai mượn mày leo lên vậy cái bà hùng cái hết hồn quá trơn à mọi người giờ xuống được không bà nội ơi tao kêu mày không leo luôn hái xài mà làm gì mày mày không có nhận gì ai mà biết đâu tao biết tao liệu mà bà nội thì nó cỡ cái bụng chà bàn gì sao mà leo lên cái xài được mà nó lẹ ghê nha tôi tưởng nó con khỉ leo lên không á quá trời lẹ luôn bà nội ơi ôi nó mệt muốn chết luôn nha mệt gì ủa đi đâu vậy đi chợ nè á trời ôi liệu vẫn mệt rồi xong rồi xuống má bảo tôi ra coi trời ơi quá trời quá đất rồi bà tới mà đẩy tôi như vậy bất nghẹp điện thoại luôn rồi nè ơi là trời liễu ơi mày báo tao quá bộ đồ tao mới mua thì luôn á liễu bà đừng có đập tôi bà trời ơi trời muốn ăn xài mà chút xíu kêu ấy nó bẻ cho bạc quá ăn uống gì nữa ăn ăn nguyên giống thịt này nè xin lỗi đi ô là trời bộ đồ mới mua luôn á đã bà biết nó liệu mà bà dỗ dãi nó chi thì quên giáo tại còn cái này mệt vậy cái gì hoài em xem chị không nổi đâu
À, mỗi lần liệu có mệt chết luôn, có cái bệnh viện nào mà trị bệnh này không? Tao mệt rồi chứ mày mệt hả? Tụi tao là nạn nhân của mày không á. Bệnh này sao trị, ai trị được? Mỗi lần mày liệu luôn cái là tụi tao không gất mương cũng gất lìa. Ai mà biết đâu, em có tình đâu. Thôi về tắm đi. Bắt đi nha. Rồi bớt lại xong, bớt xong rồi bớt nè. Cái gì bà nội? Thôi đi đâu. Ôi mệt. Đi chợ về đó hả? Để về chợ mua được gì hả? Sao cái vỏ chống lỗng vậy? Chắc là quên mẹ đó. Rồi bà đi chợ sáng giờ bà không mua được gì hết trơn. Chị quên. Trời ơi, mấy quỷ sứ nó chọc tôi sớm tới giờ tôi mệt còn chết luôn. Bây giờ về lấy về mà nấu ăn. Thôi xíu chạy bảnh qua nhà của Quân nó chia lại một cái lóc đi. Hôm qua nó mới đi xiệt á. Chưa bà đi chợ cũng như không rồi, để mốt để tôi đi luôn chứ. Rồi. Mệt ghê thiệt. Quỷ tài thiệt. Sớm tới giờ. Dẹp cái vỏ luôn đi chứ giờ này đâu nữa. Ê chị chiều nay tôi bỏ ông đi theo trai gọn, đừng có kiếm tôi nữa nha. Ê trời ơi bà nói cái gì vậy? À sao không có trọng nội vô tôi hết hồn hết trơn à. Liệu liệu vừa vừa thôi, bớt liệu đi nha. Rồi tôi xách nước à. Tôi giặt đồ đó. Ơi mệt sao đâu. Chị Liễu ơi. Gì vậy? Đi đâu vậy? Giặt đồ. Ở đây nói chuyện chơi, giặt đồ gì, vô kể nghe vụ này nè. Cái gì? Biết bà Sám sáng có đi chợ bà không? Sao? Sao á, biết sao không? Sao? Bà thế sao ra... bà gì, bà bị té xe. Xong rồi gãy răng. Tàu lao quá đâu ra té xe. Trời ơi, cái gì? Bà đi hồi nãy bà đi lên xe, bà bị chạy, bà ngã, bà chạy cái tay. Bà kêu tôi qua xin miếng thuốc của bà đắp vô nè. À, là chạy cái tay. Ừ. Sao bà không qua đây? Bà đau quá có đi được đâu, lấy giùm cái. Sao lấy cái miếng băng cho bà đắp cái gì? Rồi rồi cái... xong rồi đi. Cái thuốc bắt bữa bà lấy nó đẻ lên. Ông để đâu đâu mất tiêu rồi trời. Nhà có bà mà hỏi bà để đâu nữa, trên nóc nhà cơ mấy. Rồi xong lên nóc nhà kiếm nè, tao lên cho mày coi. Cái gì vậy? Nóc nhà đâu, tụi nó chơi với đâu nóc nhà. Để đâu kiếm lại coi. Thôi giờ bà về đi. Bà xíu nó kiếm nó đem qua cho. Đi đi. Đem lẹ cho bà nha. Rồi. Trời. Anh ơi. Ơi. Nghe nè. Cái gì vậy? Ông đánh hôm bữa miếng thuốc bắc nghe. Tôi để trong đây nè, để người biết không? Cái thang thuốc bắc à? Bữa tôi nấu tôi uống rồi. Thánh nặng đi đụng ơi. Cái đó để đắp tay đắp chân mà thì các ông muốn gì ông nội. Thì hôm bữa bà nói thuốc bắc, bà mua cho tôi uống. Cái thuốc đó là để đắp chặt tay và chân ông ơi. Ông đem đi ông uống không có gì luôn. Không. Thì ông nghe tôi nói bà bị nhức lưng. Bà nói bà mua thuốc bắc mà để nó ai biết đâu. Thánh thần ơi, cái đó là thuốc đắp tay. Rồi. Mà kệ đây nè. Cái mít nè, tôi mới bẻ ngoài giường. Cái đâu thơm vậy? Mít chín rồi đó. Rồi đãi vậy. Ê thơm quá trời thơm luôn nè. Chính là phải thơm chứ, còn mấy trái ngoài đây kìa. Ê đi ngoài hái đi. Ê, để cho xong hái. Quăng bỏ hết luôn, khỏi ăn cái quần què vậy trơn á, mệt quá trời mệt rồi xong. Trời ơi. Trời chơi. Đâu rồi? Hái bà quăng mất tiêu rồi. Cái lấy vô coi. Ôi. Quăng hư cái mít luôn. Thôi ông, tôi giặt đồ đó. Đúng coi ở nhà ông coi ấy nha. Nếu chạy qua nhà Quân lấy cái góc gì nha. Con ra mà dằn bầu bẻ vài trái đó canh ăn chồng ơi. Rồi. Dẫn em theo anh về mà Cà Mau. Con nào mà nhiều. Chị Léo làm gì vậy? Chị Léo đang quăng cái thao bỏ nè, chị làm gì? Trời. Giật cái tao lên. Vậy giật tôi là trời. Trời tao. Em biết bơi. Tại mày hùng chi vậy? Nhảy đi. Nhảy nè. Trời ơi cái bà này thiệt tình chứ. Mới kêu tên cái mà giục cái thao trời. Ơ tao lại mày Khánh ơi.
Em mới hỏi chị à, chứ có làm gì đâu. Ê, tao liệu mày còn ham chọc không à? Em tính hỏi chị đang làm cái gì à? Tự nhiên cái bà quăng cái thao chi vậy? Ai biết đâu, tao hết hồn. Rồi trời. Nắm vô giùm coi. Để lẹ đi. Ôi. Ôi nó mệt, anh chết luôn Diệt Khanh. Trời ơi. Ây da. Ây da. Ây ơi. Tao lại mày Khanh ơi, là Khanh hết. Hết Nguyễn Quy gì tới mày. Em tính hỏi chị làm gì thôi à. Ai mà biết bà giặt đồ cái tự nhiên cái hỏi bà cái bà lục cái thao. Ây ơi. Mệt quá trời mệt rồi. Rồi có sao không? Mệt. Sao không mắt mày chứ sao mà đi cho ngắt đi. Trời ơi, hỏi chị em hỏi cái cũng không được. Ai biết đâu, tự nhiên cái la em à. Ôi là trời Khanh ơi là Khanh. Vậy em về nha. Rồi. Dạ. Rồi sao không về? Khanh ơi. Em lên. Dì trời. Nè. Sao dục bước rồi? Tao lại mày Khanh ơi là Khanh. Bà dục một cái bà la em mà mắc cười quá. Tao đi về, tao nói tao đi về. Thôi mày về giùm tao cái đi. Mệt quá à. Mày dốc được không? Được rồi. Đi đi về em thiệt đó nha. Thôi em đi về nha. Mày nghĩ mày cái phá không à. Tăng chọc chọc chi không biết cái thiệt. Có đâu tại thấy kìa cái đó cô ta kìa 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 kìa. Tao lại mày đi. Hồi xíu trong tư ra ông chặt cái đầu mày. Tại em thấy chị vậy vui quá em mới làm gì á. Không trả chị được. Rồi. Ôi. Mệt ghê thiệt luôn á. Mệt trời. Chị Léo. Nhảy chị Léo ơi, nhảy nhảy tăng 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 Liệu ơi! Mày 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 tao lại mày Tài ơi Tài! Cái sao vậy? Ủa? Vẫn chơi thôi mà! Là trời ơi! Ôi! Liệu ơi! Mày còn nước, còn nước, còn nước rồi! Cái nước đi kiếm cái nước coi! Cái nước nằm đâu rồi? Cái nước kiếm cái nước nè! Trời ơi! Tài ơi! Tao xúc mày cái bây giờ tin không? Rồi làm gì với mấy má? Ơ là trời! Chọc liễu vui mà! Vui chưa? Mày. Vui dữ chưa? Ôi tao lại mày Tài ơi. Lên đây, lên đây, lên đây. Có sao không? Đồ chơi rồi sao vậy? Ôi xin lỗi em không cố tình. Thằng quỷ nhỏ đó kìa. Biết em liệu rồi mà coi. Thằng này nó biết mà liệu cũng chọc bán chi nữa. Đó chi chọc cái gì? Thẳng ra thông cảm em không cố tình nha. Ôi mình mấy ước em mới chơi thằng quỷ sứ đó mốt. Gặp tao thấy bà vậy tao. Lâu lâu chọc chơi xíu. Mày vui không? Có chuyện gì đâu mà chọc vui. Mệt muốn chết luôn hà. Tao sẽ thêm về nha. Ôi. Ủa? Đi đâu hả? Đi đâu vậy Liễu? Ôi đi coi như mà nhà mà về nhà chồng lấy cặp dừa về tí xíu khỏi thịt. Ôi mà thấy em mới mua thôi đẹp không? Chụp hình bao sắc nét luôn á. Ôi hồi đẹp chứ vậy. Ừ. Trời ơi. Ê, thoại mua đâu mà mua mới he. Mua ở ngoài tiệm điện thoại di động ngoài này nè. Giữ gì sao? Ôi, chị Liễu. Ê,
tập luôn, tập bên cạnh luôn, không có để cái vùng què vậy trơn, tập luôn, xong rồi về, xong rồi nghe tập tiếp cái nữa. Đây! Một người đi, một người buồn. Em nữa đâu? Em kêu chị Liễu lấy cái ống này về hâu, hôm bữa em thấy chồng chị kiếm cái này. Bánh luôn cái điện thoại của em mới mua. Mới mua hả? Bánh mẹ điện thoại luôn rồi. Trời ơi, Bách ơi là Bách bị hại không à? Em không biết gì hết trơn á. Đi nè chị Liễu, cầm đi cho chồng chị đó. Em mới mua, giờ chưa kịp về nói với mẹ em nữa. Alo, chị mua thì đâu phải lỗi tại chị đâu. Tại con nó chọt chị nè, chứ mấy chị Liễu mà. Chị xin lỗi tại ai? Má gớt đây nè, xong là trời. Đã bỏ luôn. Trời ơi, Bích ơi, Bích. Cái gì vậy, em đâu có đụng chị đâu. Dạ hình ra hình phím ra phím luôn rồi. Vậy thì có gì mày xui thì mua cái khác. Giờ mẹ mới cho tiền đi mua chưa phe được quả nữa. Giờ phe bà lụm tôi cái còn một cái hai luôn rồi. Thì mày bán dây chai mua lại cái khác. Bán dây chai 20 ngàn đi. Giờ điện thoại tao mua 3 củ gửi mà giờ nó bán dây chai 20 ngàn. Chứ bán nhiều có ai mua. Tại sao mày... Giờ chị đền cho em đi. Cái gì đền, chị biết rồi chị đền, không mất cái chị đền, chị làm gì đâu chị đền. Ta đâu có ý đâu, người ta lựa con nó chọt chị nè. Em không có chọt luôn, em kêu chị lựa. Đã biết cái tánh bà gì rồi mà. Ây da, cái lựa cắn quá rồi. Ôi. Đã biết cái tánh bà gì rồi, còn chọc quá nữa. Đâu có biết đâu. Thôi, tự xử đi, chẳng biết gì đâu. Chị lựa ơi. Quăng bỏ luôn, không uống gì nữa trơn. Trời ơi, bác ơi. Lấy đây cái dừa này mình coi. Sao em lấy? Xuống nước rồi. Ôi, tao lại mày đi bác ơi. Lụm lại. Rồi giờ đi nội em sao? À biết ông nội. Coi như xui đi, mua cái khác đi. Cái bà chị cô ý đâu. Mua gì nữa mà mua. Ôi. Trời ơi, bà nội ơi. Ủa, chị sao? Ủa, bà đang gì? Chị gì vậy ông nội? Có kẹt cho bà vô chứ làm gì? Trời ơi là trời, mày biết nó liệu á, cái xóm này mà mày ra mày bớt kèn vậy rồi sao được hả? Thì chồng má mà. Mày biết nó chửi nó vừa vậy mấy hôm trời ơi. Ủa chứ vừa đâu rồi sao? Xuống rồi. Xong mẹ đâu rồi. Trời ơi là trời, Dưỡng ơi là Dưỡng, mày báo không mà Dưỡng ơi. Thì tao biết bà Liệu, tao biết chồng bà chứ bộ. Mà mày hay rảnh không? Rảnh thiệt á. Em sẽ tặng nguyên trái vừa luôn mà thằng cô nội. Ủa ai biết hai bà ngồi đó đâu? Mày đi đâu về vậy? Đâu về? Đi hái dừa nấu chiều nay nấu hồi thịt kho tàu. Hái gì con trái vậy? Hồi đáng hai buồn nó ra với cha với má con chọc lên xe mắt điếu chân rồi còn con cá một kia rồi đó. Hai buồn qua tới đây còn không có chắc. Trời ơi, ông nội mày. Con bớt kẹt nữa. Lần sau là bắt đền nữa nha. Ôi, mệt ghê thiệt luôn á. Rồi giờ vừa đâu nữa. Đi lại không có vừa ông hai luôn đi. Thấy có chừng tôi phải chừng nó còn sâu quá kìa rồi. Ôi. Ôi. Tao đã nói một bà nội ơi. Cái lụm dưới lên, lụm dưới lên. Tôi để nó đi, ngồi rồi. Ôi, cạch tình. Trời. Sao mà bữa giờ làm gì vậy? Làm học dịch có tàu. Thịt có tàu gì đó. Ừ. Sao bữa giờ không? Mà Sáu nè, mà Sáu cái hầm găng giả đúng không? Ôi. Ôi, bà nội ơi. Tao làm gì mày đâu? Thì vậy quá ảo này thiệt tình. À biết rồi chứ sao không ngày cái sao rồi sao mà không ngày không ngày chết chưa? Đuổi cái gì với bà nội chọc tao là gì mà tao không có chọc luôn á. Thế nghe nè, bây giờ nói chuyện xa nó ra đi. Ngồi xa nó ra đi. Thế đó đó giờ vậy em nói chuyện vang cho xong rồi nè. Tại sao mày ơi. Chết tôi à chết. Bà nội này hoài luôn. Không có mà. Có sao không? Ôi. Sao không? Rồi. Bà nói đặt ngoài. Gớt cái gì rồi, cái người gớt này. Làm cái gì vậy? Ai gớt? Kiếm ai gớt gì trong đây nè? Không có. Trời ơi, bỏ xuống đi bà. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì ông sầm vậy? À, cái trái nó gớt thì cho nóng nhà chứ gì? Bình tĩnh ba cái cây bạc. Chín. Má cho mặt sáng rồi mặt muốn chết luôn nguyên bình. Rồi cái gì gớt kìa má ơi, cái đó gớt không tiêu. Mấy đứa nhỏ này. Thiệt tình rồi sao thằng chồng mày đâu không đi bẻ mà kêu mày đi vậy? Chồng đi ruộng rồi. Ôi, thiệt tình chứ. Mày yên chồng mày bữa giờ. Thôi sao rồi, tôi yên chồng tôi hở con gà cái tháng nào không đụng chạm luôn má. Ừ, biết sao không ngủ chung. Sao không? Chứ sao mà không biết sao không? Tại vì chồng tôi nó dở tệ lắm, má ơi nó chán lắm.
Cái gì bà đổi vậy hoài luôn? Hả? Tao đã hỏi mà. Hỏi mày thử nước hiệu bà được không? Nè. Ôi là trời, cái gì vậy? Bà bị bảo hoa sao nè? Ôi đó, tao vừa làm. Cái gì với mẹ? Ôi là trời. Cho bà đó, bà biết cái bà biết tài liệu mệt thế nào không? Cái tay mệt. Giả như mà sao mà sao nè. Ôi, ôi nè má ơi, chạy hết chân tay trên chân rồi nè. Rồi biết rồi. Trời ơi là trời, đã ngỏ liệu rồi mà cứ đi đâu ai cũng chóng hết trơn. Trời, quá trời mệt, sao mà cái này mệt cứ thằng luôn, cũng biết như thì bây giờ sao chiều nay mà nấu thịt cho tôi. Giờ vừa đâu mà kho thịt đây. Thôi bây giờ qua ông hai mua đỡ đi chứ sao giờ. Mệt muốn chết luôn vậy, bây giờ. Tôi còn mấy cái quái kho thịt cho nên về. Đám cái gì vậy? Ờ, kho thịt đám. Trời ơi, nó mệt, trong người làm sao đâu thiệt luôn á. Ừ, trời. Hỏi chị Léo. Ê, xe máy chị Liễu sao? Chị Liễu 8 cái mỏ bà Sáu. Con mẹ Sáu cái mỏ dày thòng lòn tới chân cầu Sài Gòn luôn. Cái dòng đầu nè, mất hộp chứ nè. Ôi là, nó dễ dễ, nó mới quăng cái ghế tao cũng dứt kìa. Rớt dứt luôn hả? Rớt con mẹ nó rồi, rớt. Trời, rớt ghế nào, tôi xuống lấy kia. Bà nội ơi. Quay, nó mệt trời. Nè, mở uống nước đi. Bà uống đi. Không có hẹp, không có ghẹo nữa nha. Đi rồi, nó ai chịu, nhẹ nha. Rồi đi qua kiếm nó làm cái gì đây à. Ê, thì mấy chị con chị để chị về nấu đồ ăn nãy giờ chị chưa về hả? Về được đâu. Trời. Sớm giờ đi chơi với vườn, mất mẹ hết chân vườn rồi. Trời, ta chưa về sao chạy đây chứ. Mệt hết mệt. Ê, rồi sao rồi? Hôm nay nó đánh cưới mít không? Cũng tính đi á, mà đang kẹt tiền quá trời à. Má ơi, má ơi, mà không kẹt chứ. Nó đang hỏi, mà chính tính bộ tiền mà chính đi nè. Đi nó sao? Thì nó hỏi ơi, tình làng nghĩa sớm với nhau không mà tự nhiên dặn nó kỳ lắm, chạy kỳ. Có chừng nào mà chính đi. Hả? Tối nó mời ngày mai nhưng mà tối nay là qua chịu lại bên nó rồi đưa tới tao qua. Đúng rồi má ơi. Còn mày sao? Tắm đi em tắm đi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy bà nội vậy? Ôi. Bà nội là bà chọn cái hồn hết trơn hả? Hỏi mày sao mày có đi đám không? Tự nhiên cái mày đổ nước lên mình cái gì? Nguyên cả trà đường của tao luôn. Một lát nó kiếm bù. Trời ơi, chị Liễu làm gì vậy? Chị coi như chị mới làm. Bà đổi sáo nè, bà chọn cái hồn hết trơn à. Sao cho chị đi sao? Có, chị là chị chỗ ra chị hỏi nó nè. Thôi xong rồi chị đổ lên gì nè, đó. Cái ấy đó. Ôi bà Sáu ơi. Ý là nãy nó kêu ta đừng có dỗ dai đó. Quên trời ơi. Anh để em tắm đây. Làm cái gì kỳ, chị biết ta liệu rồi, chị còn chị đó. Nguyên chị có cố ý nào, chị hỏi nó mai có đi đám không thôi à. Trời ơi trời. Mệt quá trời mệt luôn. Chắc từ đây chị sao nói chuyện hết rồi, chắc cỡ trăm cây số à. Thôi em về em tắm đây. Ước nhẹ tôi chơi rồi. Thôi đi đừng có giận á, đi về tắm đi. Ui giận gì nói liệu mà giận gì. Về tắm đi. Đúng không? Ừ. Bởi vì chứ nó bình thường như người ta đi, chứ giờ này nó liệu mình phải thông cảm. Đúng rồi. Bởi hồi xưa tao nói mày rồi, đẻ đừng gây gió sớm. Cái gió gì má, liệu mà cái gió gì? Tại vì cái gió sớm mày lo mày làm rồi người ta hù mày bị giật mình nữa. Ngươi không biết giờ sao thì không, bây giờ có cái bệnh nào mà chữa. Trời ơi, bây giờ tôi phải gán kìm lại mới được, chứ kiểu này chết queo à. Không được đâu, không được, họ phải gán kìm lại chứ vậy hoài chết. Tao cứ cùng này coi sao vậy? Ghê, kỹ uống. Trời ơi, bà nội ơi. Trời ơi, sao? Ôi má ơi, thôi chị. Mới nói kìm luôn á. Nhét qua vậy trời ơi. Bà đổi đi mệt chết luôn vậy. Tụi kiến kìa. Banh chành luôn, ghé quán tao cái banh chành quán tao luôn. Trời ơi. Chị thông cảm chị dẹp giùm em nha.